Hello cả nhà và cảm ơn cả nhà đã quay lại The Bird Place Every Channel. Bữa nay mình sẽ quay lại coi mấy đứa bé leo nheo lóc nhóc này. Trước khi mình update cho các bạn về sức khỏe của mấy bé này, mình sẽ recap lại cho các bạn để cho các bạn nhớ là bốn bé này là mấy bé nào. Bốn bé này là mình đổi với bạn của mình, là mình được hai con regular, hai con bình thường và một cái con yellow chick là cái má nó màu vàng đó, và một cái con Latino là nguyên lông màu vàng luôn. Là mình đổi với bạn mình tại vì hai cách nuôi khác nhau nên tụi nó đâm ra tụi nó stress và tụi nó sanh bệnh khó tiêu và không có tiêu được, nên mình đã xúc bìu diều nó và nặng mấy cái thiêu da cho nó uống thuốc. Nên bữa nay mình quay trở lại cho các bạn thấy là tụi nó sao rồi, update cho các bạn thấy là cái này là cỡ 3 ngày sau tụi nó ăn uống vẫn bình thường, đồ ăn tiêu rất là tốt. Mình đã cho tụi nó uống thuốc nấm và thuốc kháng sinh và đã hết cái liều thuốc đó rồi. Mình cho 4 ngày, đây là 4 ngày sau khi mình cho uống thuốc, và mình cho uống thuốc cùng một bữa mà mình nặng cái bìu diều nó ra. Mình nặng hai lần, một lần thì mình nặng ra, còn lần thứ hai tại vì còn đồ ăn thì mình xúc bìu diều. Mấy bé rất là khỏe mạnh. Coi như cái video update này đã kết thúc. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong video sau.